Vâng, ca khúc vừa rồi là một ca khúc được viết về tình yêu rất là dễ thương. Và ca khúc này Sơ Ca xin dành tặng cho cặp đôi đẹp nhất ngày hôm nay, quý vị và cô dâu. Ca khúc mang tên Người Ngóng Tay Tình Yêu. Và để tiếp nối chương trình thì để cho không khí chúng ta thêm sôi động, càng sôi động hơn nữa, là một sáng tác của anh trai Lê Bảo Bình. Ca khúc này Sơ Ca sẽ cùng trình bày với hai em giữa chung giống giữa Đồng Nai. Ca khúc mang tên Hội Thăm Nhau. Một sáng vỗ tay thật lớn các đường mặt mọi người ơi. Thank you. I don't know what you mean. You don't.
sẽ nhận được hai diễn giả bằng cũng bài hát chào tạm biệt luôn ạ. Vâng, ca khúc này được quý khán giả yêu thương trong thời gian gần đây rất là nhiều ạ. Và giúp được mang tên Hoa Bằng Lăng, một tràng pháo tay thật lớn dành cho ca có được không ạ? Thank you. Tìm em là đầu môi.
như sao có đây thích tình yêu thì là về tình yêu. Chàng có thể dành cho Tao một tràng pháo tay để chào tạm biệt có được không ạ mọi người ạ?